Alo, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2022. Hiện tại thì nước đang tiếp tục có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tình hình những chuyến bay buổi trưa vào dịp cuối năm này lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp và náo nhiệt, rất là vui. Nhiều cô bác anh chị rất là thích xem cảnh sân bay Tân Sơn Nhất như thế này. Hôm nay nước tiếp tục trở lại chỗ ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, quay và review lại cho mọi người cùng xem. Bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị và các bạn, chúng ta cùng di chuyển qua ga đến quốc tế ở sảnh đón đằng kia cùng review buổi trưa ngày hôm nay nhé. Bây giờ là 12:37 trưa và trên bảng điện tử thì Nick thấy có chuyến bay đến từ Seoul, Hàn Quốc của hãng hàng không Vietjet đã hạ cánh lúc 11:30 thay vì 10:15. Chuyến bay đến từ Seoul, Hàn Quốc của hãng hàng không Asiana OZ731 đã hạ cánh lúc 12:30 thay vì 11:00. Chuyến này cũng đã delay khoảng 1 tiếng rưỡi rồi. Và chuyến bay đến từ Đài Bắc, Đài Loan của hãng hàng không EVA đã hạ cánh lúc 11:50 thay vì 11:35. Và chuyến bay đến từ Sihanouk, Vien của hãng hàng không Royal Cambodia Angkor Air đã hạ cánh lúc 12:00. Chuyến bay đến từ Busan, Hàn Quốc của hãng hàng không Vietjet Air đã hạ cánh lúc 12:15. Và tiếp theo sau đó sẽ còn nhiều chuyến bay khác tí nữa sẽ đáp xuống vào buổi trưa ngày hôm nay. Nhìn tắt hành lý của những người này thì Nick thấy là đa số đến từ chuyến bay của hãng hàng không EVA từ Đài Loan. Đây là đa số là các bà con cô bác từ Mỹ, từ Canada về quá cảnh tại Đài Loan đây. Trước kia thì Nick thấy là các chuyến bay quá cảnh tại Hàn Quốc và quá cảnh tại Nhật Bản thì vào buổi tối, các chuyến bay đêm rất là đông. Nhưng hiện tại những ngày cuối năm này và những ngày cận Tết thì có lẽ là bà con về trên các chuyến bay ban ngày vào giữa trưa thường là đông, và mấy ngày gần đây thì thật sự là Nick thấy sân bay Tân Sơn Nhất vào trưa cho tới chiều phải nói là quá đông luôn. Và như vậy thì nhiều bà con bay trên các chuyến bay mà quá cảnh Đài Loan về rất là đông, cũng như là quá cảnh Hàn Quốc có những cái đường bay mà thuận tiện mà bay về tới Tân Sơn Nhất vào ban ngày, cho nên là mấy ngày nay liên tục nha, đông nườm nượp người ra vào tại sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là tại ga đến quốc tế giống như mấy ngày vừa qua và ngày hôm nay đây. Tại sân bay giờ này Nick cũng thấy là ở hai bên cánh cửa A1 và A2 rất đông bà con ở các tỉnh cũng như là ở Sài Gòn đi đón người thân, rồi lại là bà con đi về từ các nước cũng đổ vào rất là đông nha. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 và ngày mai là ngày 22 tháng 12 sẽ áp dụng chính thức nghị định 93 của chính phủ. Và nghị định đó là về lập lại trật tự an toàn trong các sân bay quốc tế, trong đó là có sân bay Tân Sơn Nhất. Thì rõ ràng là thực tế mấy ngày vừa qua trật tự an ninh đã được tăng cường lên rất là nhiều, bởi vì dự báo trước là lượng khách đến vào dịp cuối năm cũng như là bà con Việt Kiều về sẽ rất là đông. Do đó thì biết thấy là an ninh của sân bay thắt chặt khắp nơi nè. Ngoài những cái anh mà bảo vệ đứng tại ở trong đây ra điều tiết không cho mọi người tràn vào cái lối ra của ga đến này, đồng thời là có mấy anh đi rảo xung quanh luôn để dòm ngó, để canh chừng, để có những cái vấn đề như là trộm cắp hay là những vấn đề gây rối mất trật tự an ninh xung quanh khu vực của sân bay. Như vậy thì bắt đầu từ ngày mai sẽ càng tiến hành chính thức thì càng là có trật tự hơn nữa. Như là hiện tại trên màn ảnh đây, cô chú anh chị mình sẽ thấy
là mấy anh liên tục đứng canh ở giữa đây. Còn chưa kể là có ít nhất hai anh đứng hai đầu nữa là sẽ kêu gọi bà con cô bác không được vào trong khu vực này để tránh tình trạng lộn xộn gây mất trật tự trong khu vực của ga đến. Bởi vì thực tế nếu mà không có mấy anh này ra để mà giữ gìn trật tự thì chắc chắn bà con cô bác sẽ đổ xô đứng bít hết cái lối ra. Bây giờ thì Nick thấy là tiếp viên của hãng hàng không chắc là của Qatar, cái màu áo này chắc là của hãng hàng không Qatar. Như vậy là chuyến bay đến từ Doha, Qatar của bên cái quốc gia nhỏ nằm ở vùng Trung Đông này đã hạ cánh rồi. Và đoàn tiếp viên thì cũng khá là đông, mới vừa đi ra. Như vậy là tí nữa sẽ có thêm nhiều bà con cô bác ở châu Âu về trong chuyến bay buổi trưa của hãng hàng không Qatar đến từ Doha nhé. Thông thường là các nước châu Âu có các đường bay như là của hãng Qatar quá cảnh Doha, mà chúng ta cũng biết là mới kết thúc World Cup cách đây một vài ngày thôi. Rồi hãng Emirates quá cảnh tại Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nè. Còn ngoài ra thì cũng có chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ quá cảnh tại Istanbul. Nhưng mà chuyến bay đó thì anh ít thấy là xuất hiện hơn là Qatar, Doha hay là Dubai, Emirates. Còn ngoài ra thì bà con cô bác ở châu Âu còn có đường bay là quá cảnh tại Singapore. Nhưng mà gần đây thì Nick thấy là nhiều bà con châu Âu lại là quá cảnh tại một cái điểm nào đó mà có Vietnam Airlines hoặc là Bamboo Airways của Việt Nam bay, như là quá cảnh tại sân bay Heathrow của London, hay là sân bay Charles de Gaulle của Paris, hoặc là bay nội địa châu đến quá cảnh tại sân bay Frankfurt của Đức để có đường bay thẳng của Vietnam Airlines về Việt Nam, hoặc là đường bay thẳng của Bamboo tại Frankfurt về Việt Nam. Cũng như gần đây thì Bamboo đã mở thêm đường bay là tại sân bay Gatwick, London và bay thẳng về Việt Nam luôn. Như vậy thì cũng có thêm nhiều đường bay thẳng khá thuận tiện cho bà con châu Âu. Quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua thì Nick tiếp tục nhận được những cái comment hoặc là email riêng cho Nick hỏi những vấn đề liên quan về chuyến bay sắp tới bay về Việt Nam của mọi người. Trong đó có câu hỏi khá là quen thuộc, đó là tiền mang về Việt Nam về quy định thì được chính thức là bao nhiêu. Nhiều người vẫn không tin rằng là 5.000, nhiều người vẫn còn lẫn lộn là 7.000 ngày xưa hay là 10.000 theo kiểu của Mỹ. Cho nên hôm nay Nick cũng sẽ nhắc lại cái vấn đề này, giải đáp cho quý bà con của bác anh chị mình được nắm rõ hơn. Theo quy định của Hải quan Việt Nam, hiện tại thì quý bà con của bác mình, mỗi người lớn trong đó thì sẽ được mang là mỗi người 5.000 đô la Mỹ tiền mặt mà không cần phải khai báo. Có người hỏi là trẻ em thì có được không? Xin thưa là trẻ em dưới 2 tuổi thì không, nhưng trẻ em trên 2 tuổi theo quy định thì không có nói rõ về độ tuổi. Thì theo lý của luật đã phân tích thì trẻ em vẫn được luôn nha. Như vậy là mỗi người sẽ được phép mang 5.000 đô tiền mặt vào Việt Nam mà không cần khai báo. Ví dụ chúng ta là hai người lớn, hai em mà độ tuổi 10 tuổi, 15 tuổi cũng được, là mỗi người là được sẽ mang 5.000 đô la Mỹ tiền mặt vào Việt Nam mà không cần khai báo. Tuy nhiên nếu mà một người mang trên 5.000, ví dụ là 7.000, 8.000, 10.000 hay 15.000 hay 20.000 thì có mang vào được hay không? Dạ xin thưa là được. Với cái điều kiện quy định như vậy thì chúng ta nếu lo lắng là sợ bị phạt, sợ đóng thuế này kia thì chúng ta sẽ phải khai báo khi qua hải quan Việt Nam. Chỗ khai báo đó là ở đâu? Ngay chỗ máy soi hành lý mà trước khi chúng ta ra ngoài, có nghĩa là nhập cảnh xong xuống nhận hành lý ở băng chuyền. Rồi chúng ta sẽ đi ra thì phải cho hành lý qua máy soi. Thì chỗ hành lý qua máy soi đó chính là chỗ hải quan. Nếu chúng ta lo lắng muốn làm đúng thủ tục
thì chúng ta phải khai báo tiền mang vào ở đây là chúng ta mang trên 5 ngàn, ví dụ là 10 ngàn. Thì tới đó báo nhân viên hải quan đây, họ sẽ đưa cho tờ giấy. Cô chú anh chị mình khai báo là mình có mang 10 ngàn thì họ sẽ kiểm tra đúng là có mang tiền mặt 10 ngàn thì họ sẽ đóng dấu vào và trả tờ giấy đó cho mình. Thì mình được phép mang vào và không phải bị đóng thuế cũng như là không bị khó khăn gì hết. Rồi cái tờ giấy đó cũng là chứng nhận để khi mà xuất cảnh khỏi Việt Nam, cô chú chị mình được phép mang ra tương đương số tiền mặt mà chúng ta đã mang vào mà có khai báo như vậy. Còn trường hợp mà nhiều người thấy là dừng lại khai báo rồi phiền phức, lo lắng không biết có được hay không, rồi mất thời gian, thế thì trong trường hợp mà mọi người không muốn khai báo thì như thế nào? Thì cũng đã có nhiều cái comment bình luận cũng như là nhiều cái thông tin mà nhiều bà con cô bác đi trước, những anh chị đi trước đã chỉ dẫn lại cái mẹo đó là mọi người cho rằng thực tế khi nhập cảnh vào đa số thì không có bị kiểm tra về tiền, chỉ kiểm tra về những cái đồ dùng mà mang theo về cho tặng thôi. Về tiền thì mọi người cũng chỉ là cái mẹo là nếu có mang trên 5 ngàn đó thì chúng ta về tới Tân Sơn Nhất chúng ta sẽ nhỏ nó ra, chia nhỏ ra, có thể bỏ trong bóp ví một ít nè, bỏ trong túi quần, túi áo mặc trên người một ít, và một ít trong cái túi xách tay đó, có nhiều túi chia nhỏ ra thì chúng ta sẽ qua máy soi chỗ hải quan không thành vấn đề. Đặc biệt là tiền bỏ trong người thì ở tốt hơn nha, đừng bỏ trong cái vali hay là trong túi xách tay, bởi vì những cái vật đó là phải cho qua máy soi, mà nhiều quá thì sẽ bị thấy, bị hỏi, mất công phiền phức. Cho nên là số tiền mà chúng ta mang dược đó, cái mẹo mọi người chỉ đó là nên để trong người một phần lớn nhiều hơn, ví dụ trong túi quần, túi áo nè, hay là cái bóp ví bỏ trong người. Rồi, đó là những cái mẹo mà mọi người chia sẻ, thì Nick cũng chia sẻ lại cho quý bà con cô bác mình để chúng ta biết về vấn đề tiền. Nếu mà mang trên 5 ngàn, nếu không cần khai báo thì chúng ta biết cái mẹo như vậy và làm theo, thông thường là không có bị vấn đề nào. Thường thì nếu mà xui lắm mới là bị phát hiện mà yêu cầu phải khai báo rồi bị phiền, thì vấn đề này mọi người cũng chia sẻ luôn làm sao để không bị phạt. Thì thật ra là chúng ta nếu mà có bị hỏi mà đúng là chúng ta bị dư thì sao, thì chúng ta phải biết cách vui vẻ là chúng ta sẽ qua bình thường được thôi nhé. Bây giờ thì Nick thấy là có nhiều bà con cô bác trên chuyến bay của hãng hàng không Asiana đến từ Seoul Hàn Quốc đang đi ra là khá là đông luôn nha. Chuyến bay này buổi tối thì cực kỳ đông, và ban ngày bây giờ có chuyến bay cũng khá là nhiều bà con về trên chuyến bay này. Và bây giờ đây mọi người thấy là rất đông người đứng khu vực xung quanh bên cửa A1, A2 và phía giữa của lối ra đây. Nhiều người cầm bảng đi đón nè, đón khách nước ngoài, đón du khách từ các nước tới, rồi đồng thời là đi đón người thân, đi đón Việt Kiều. Thì nói chung là bây giờ bít hết các lối đi rồi. Tầm này sau 1 giờ, 1 rưỡi là không còn chỗ ở khu vực xung quanh này. Cho nên là có nhiều bà con cứ chui vào cái chỗ trống này, đứng ngóng trông tìm kiếm con người thân ra hay chưa. Thì các anh bảo vệ đây lại tiếp tục mời đi ra. Và Nick thấy liên tục luôn, hết người này ra thì người khác lại tưởng là có chỗ trống, lại vào trong để đứng, để ngóng, để trông. Thì các anh bảo vệ lại tới và yêu cầu đi ra. Cũng như là những người mà từ bên trong đi ra đó, người thân đón mà đứng lâu quá thì cũng được nhắc nhở là phải di chuyển, bởi vì lối đi không có thể đứng dồn lại quá đông và kẹt đường, thì yêu cầu phải tranh thủ ra ngoài thì có thể trò chuyện gì khu vực bên ngoài trống nhiều hơn. Thank you.
có một đoàn tiếp viên mà trang phục màu đỏ bọc đô này cũng khá là giống của hãng hàng không Qatar. Mà hồi nãy hãng hàng không Qatar đã ra rồi, như vậy thì đây có thể là đoàn tiếp viên của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines. Cũng đã lâu rồi Mết mới thấy được là đoàn tiếp viên của hãng này đi ra. Như vậy là lạ, thêm một cái chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines hạ cánh. Và chuyến bay này có lẽ cũng mang theo nhiều bà con Việt kiều ở châu Âu về. Tiếp theo là trả lời những câu hỏi thắc mắc về vấn đề mang rượu và thuốc lá về Việt Nam. Có nhiều cô bác, anh chị mình muốn mua rượu và thuốc lá mang làm quà tặng cho người thân tại Việt Nam thì được phép là mang vào bao nhiêu, số lượng là như thế nào. Thì theo quy định của Hải quan Việt Nam, hiện tại thì rượu từ 20 độ trở lên, cô chú anh chị mình được phép mang mỗi người lớn là 1 lít rưỡi. 1 lít rưỡi nếu mà chúng ta mua chai 750ml thì mỗi người chúng ta được phép mang 2 chai rượu như vậy vào Việt Nam mà không bị đóng thuế. Còn đối với rượu là dưới 20 độ thì chúng ta được phép mang 2 lít. Dưới 20 độ thì mình có thể là mua 2 chai, mỗi chai là 1 lít thì được phép mang vào, không phải đóng thuế. Còn đối với thức uống có cồn như là bia chẳng hạn thì được phép là mỗi người được mang 3 lít. Tuy nhiên bia thì chắc là không cần rồi, bởi vì bia Việt Nam có nhiều loại và rất là rẻ. Chỉ có rượu thôi, thường là quý bà con cô bác mình hay mua rượu mạnh đem về tặng cho, hoặc là rượu vang chẳng hạn. Thì chúng ta nhớ rượu vang là dưới 20 độ thì chúng ta được phép mang 2 lít. Còn rượu mạnh như là Hennessy hay là Cognac hay là mấy cái loại khác mạnh thì chúng ta chỉ được phép mang 1 lít rưỡi trở xuống thôi. Có người hỏi là mình mang 2 chai, tổng cộng là 1 lít rưỡi rồi, mang thêm mấy chai rượu vang dưới 20 độ nữa được không? Thì xin thưa, nếu mà đi một mình thì không được, nếu mà đi cả gia đình là người từ 18 tuổi trở lên hết thì cứ mỗi người là được 1 lít rưỡi rượu mạnh hoặc là 2 lít rượu dưới 20 độ. Thì cứ tính theo như vậy, 2 người thì chúng ta được phép mang 4 chai, 3 người thì 6 chai. Đó. Khi mà chúng ta qua hải quan hỏi thì chúng ta đi 3 người thì mỗi người đúng quy định được 2 chai, đó là ok nha. Rồi đối với thuốc lá nè, thuốc lá thì nếu là thuốc lá điếu thì chúng ta được mang 200 điếu, tương đương với là một cây thuốc lá. Có nhiều người thèm thuốc lá 3 số 5 của Anh chẳng hạn thì mua về tặng cho người nhà thì một cây thuốc lá là không phải bị đóng thuế. Còn xì gà là được 20 điếu, còn nếu thuốc lá sợi thì là 250g. Đây là quy định dành cho người 18 tuổi trở lên nha, không dành cho em bé hay con nít. Như vậy thì thuốc lá là một cây, tuy nhiên thực tế thì nếu không có thèm thuốc lá ngoại thì ở Việt Nam rất là nhiều loại thuốc lá bán ở khắp nơi rất là rẻ. Như vậy chúng ta cũng không cần mua thuốc lá mà mang về thêm cho phiền phức nha. Hiện tại thì cũng có nhiều người là hút thuốc lá điện tử. Thế thì câu hỏi là thuốc lá điện tử có được mang lên máy bay hay không? Xin thưa là chúng ta được phép mang lên máy bay. Những loại như là xì gà điện tử, tẩu điện tử, các loại thiết bị cá nhân tạo khí khác thì chúng ta được phép mang. Tuy nhiên là cũng không được hút thuốc điện tử trên máy bay cũng như là trong nhà ga đâu. Chỉ là hút theo những nơi đã được quy định như là phòng hút thuốc, chứ không phải là trong nhà ga là được hút, hoặc là trên máy bay thì tuyệt đối cấm rồi, chúng ta cũng không được hút trên máy bay nhé. Lưu ý vấn đề hút chỗ nơi theo đúng quy định.
Tiếp theo trả lời về câu hỏi là ngoài tiền mặt thì có người mang vàng về Việt Nam có được không? Về câu hỏi này cũng có một số người hỏi là mang vàng khối hoàng miếng có được phép vào Việt Nam cũng như là mang ra khỏi Việt Nam hay không? Thì xin thưa, về quy định của hải quan Việt Nam là vàng miếng vàng khối là mang thì phải có giấy phép, nếu không có giấy phép thì sẽ phải khai báo, mà không khai báo là sẽ bị phạt. Do vậy thì vàng khối vàng miếng là chúng ta không nên mang, bởi vì thường là mang dạng cá nhân mà chúng ta không phải xin phép. Xin phép thì phiền phức mà cũng khó có chứng nhận nào để xin phép mang ra vào, trừ phi là mang đi dạng định cư thì mới có thể có xin được giấy phép của ngân hàng. Tóm lại, vàng khối vàng miếng không nên mang, sẽ bị phạt và không được phép mang ra vào Việt Nam nhé. Chỉ có vàng trang sức thì chúng ta được phép mang. Vàng trang sức là những loại như thế nào? Ví dụ là những dây chuyền lắc, bông tai, là những cái đồ trang sức khác mà làm bằng vàng thì chúng ta được phép mang vào Việt Nam, với tổng số lượng mà vàng trang sức mang trên người của mỗi cá nhân là tương đương 300 gram, hoặc là tính ra là cây vàng thì khoảng là 8 cây. Thì với số vàng trang sức như vậy, chúng ta không cần phải khai báo và cũng không cần phải xin giấy phép, là được phép mang ra vào thoải mái nha, miễn là trong số lượng từ 300 gram hay là tương đương 8 cây trở lại. Câu hỏi tiếp theo đó là vấn đề mang thịt bò tươi vào Việt Nam thì như thế nào, có được phép hay không và có bị phạt hay không. Thì xin thưa là đây là vấn đề khá quen thuộc mà đã trả lời nhiều lần. Cũng có nhiều bà con đã cho biết là thấy có nhiều người mang vào bình thường, nhưng thực tế thì cũng có nhiều người đã mang vào thì bị chặn lại kiểm soát và phải đóng tiền phạt hoặc là đóng tiền để được qua hải quan. Như vậy thì trên thực tế, theo Đức tìm hiểu về vấn đề mang thịt tươi như là thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt heo, thì đây là những sản phẩm thịt tươi này bị hạn chế mang vào Việt Nam. Nếu mang vào phải có giấy kiểm dịch thì mới được phép mang. Tuy nhiên này, chúng ta mang xách tay về cho tặng thì thông thường làm gì có giấy kiểm dịch, phải không ạ? Mà muốn xin giấy kiểm dịch mấy loại thịt này thì cũng đúng là phiền phức. Do đó thì đa số bà con của bác mình là mang không có giấy tờ. Thì như vậy, hiện tại mang vào có được không? Xin thưa là được, nếu có giấy kiểm dịch, còn không có giấy thì mang được hay không? Không có giấy thì có hai cách, hoặc là chúng ta may mắn qua bình thường không bị phát hiện thì không có bị đóng phạt, hoặc là không có bị là phải nộp tiền để được qua.
Còn nếu như muốn không phải gặp phiền phức về vấn đề mang thịt bò tươi về Việt Nam thì tốt nhất là quý cô bác anh chị không nên mang nha. Nếu thấy đa số nhiều bà con ở Úc về là có đóng thùng, mà mỗi thùng thường là 10 kg đến 20 kg, như vậy thì rất dễ bị phát hiện và thường xuyên là bị yêu cầu đóng tiền phạt. Nếu không đóng tiền phạt thì chúng ta phải đóng tiền vui vẻ để được mang thịt bò vào Việt Nam. Như vậy thì có trường hợp là hên xui, có trường hợp là phải chi tiền để được mang qua nha. Tùy theo chúng ta, nếu mà chúng ta thấy ok, muốn, thích và sẵn sàng để chi tiền thì cứ mang về. Còn nếu mà không muốn gặp rắc rối về vấn đề này thì thôi, Nick warning là Nick khuyên mọi người không nên mang thịt bò tươi về Việt Nam. Cũng có hỏi liên quan đó là đối với hải sản tươi như là tôm hùm hay là bào ngư thì có mang được về Việt Nam hay không? Xin thưa thì đối với mấy loại hải sản này quy định không có cấm. Do đó thì cô chú anh chị mình nếu thích thì có thể mang những cái loại hải sản tươi này về làm quà được. Và cũng đồng thời thì các loại trái cây tươi hiện tại thì mang vào Việt Nam tương đối khá thoải mái. Như vậy như là các loại táo, lê hay là cherry, hoặc là một số loại trái cây ở Nhật, Hàn Quốc hiện có như là hồng tươi hoặc là loại dâu, dâu tây. Đó thì những loại này là chúng ta mang về Việt Nam được nha. Số lượng mang đóng thùng cũng được không sao. Thì Việt Nam chưa cấm về vấn đề là mang các loại trái cây tươi vào Việt Nam. Câu hỏi tiếp theo đó là nước hoa mang về cho tặng được bao nhiêu? Xin thưa là đối với câu này thì Nick xin giải đáp như sau. Nước hoa thì theo quy định đã không có quy định về cái mức rõ ràng trong quy định của Hải quan Việt Nam. Chỉ để là con số là trên 10 triệu đồng cho tổng cộng hàng hóa mà mang vào, mua hàng miễn thuế chẳng hạn, thì sẽ phải trên là bị đóng thuế, còn dưới là không phải đóng thuế. Do đó thì nước hoa này không có một con số cụ thể rõ ràng. Tuy nhiên thì theo nhiều kinh nghiệm cá nhân cũng như là nhiều cái chia sẻ của bà con cô bác đi trước, thì nếu chúng ta có thể mang về Việt Nam ví dụ là cả chục chai nước hoa cũng được, nhưng chúng ta nên tách nhỏ ở các vali, các túi sách khác nhau khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu chúng ta để dồn một chỗ có thể qua máy soi hải quan sẽ thấy và đôi khi là bị làm phiền. Do vậy thì nước hoa cô chú anh chị mình mang vài chai nếu chúng ta muốn cho tặng, còn nếu mang nhiều hơn thì nhớ lưu ý cái mẹo mà mọi người chia sẻ, đó là tách ra nhiều túi, nhiều thùng hàng hoặc nhiều vali, túi xách khác nhau, đừng để vào một chỗ nhé.
Tiếp theo đó là những câu hỏi xung quanh khác. Vấn đề về đổi tiền. Đổi tiền trong sân bay, mọi người hỏi Nick là có nên đổi hay không, và tỷ giá ở bên trong sân bay so với bên ngoài thì như thế nào. Xin thưa là tỷ giá bên trong của sân bay thì cũng là tương đối ok, không phải là quá thấp so với mặt bằng bên ngoài. Ví dụ là khu vực trung tâm của quận nhất Sài Gòn, ở những chỗ mà mọi người hay đổi được tỷ giá tốt như là tiệm vàng Hàm Tâm ngay bên Hồng Chợ chẳng hạn, thì trong sân bay cái tỷ giá mà họ đổi cho các quý cô bác anh chị mình là thấp hơn từ 300 đến 500 đồng một đô la Mỹ. Như vậy thì 100 đô chúng ta mất chừng 30.000 đến 50.000 thôi, có nghĩa là mất khoảng 1 đô đến 2 đô so với bên ngoài, như vậy cũng không phải là quá lớn. Do đó thì nếu trong sân bay mà cô chú anh chị mình thấy cần thiết là chúng ta có thể đổi một ít vài trăm đô trong đó có để sử dụng để chúng ta làm lộ phí khi cần thiết đi ra ngoài. Còn sau đó thì chúng ta có thể đổi bên ngoài để được tỷ giá cao hơn nha. Và tiếp theo đó thì mọi người cũng hỏi là vấn đề mua sim card. Mua sim card thì bên trong sân bay có rất là nhiều chỗ bán, Nick đã quay thường xuyên khi mà Nick đi ở các nước về đó. Ngay chỗ mà sau máy soi hành lý qua hải quan thì là trước khi ra ngoài sẽ có hàng loạt các quầy bán sim điện thoại. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người cho biết là mua trong đó không xài được mà lại cái giá rất là cao. Và Nick cũng đã chỉ dẫn mọi người là ra ngoài quẹo qua cây cột số 11 bên tay phải sẽ thấy một cái quầy bán sim đó, thì ở đó họ chỉ dẫn khá là rõ. Nếu chúng ta có nhu cầu thì ra đó mua. Ở đó thì bán có 200 mấy chục ngàn một loại sim thôi, và cái gói cước cũng khá là tốt, có thể sử dụng trong một tháng. Còn cần thiết là họ cũng chỉ dẫn mình có thể nạp thêm vài chục ngàn là sử dụng khá thoải mái rồi. Cô chú anh chị mình tìm xem lại cái thông tin tổng hợp về sân bay Tân Sơn Nhất mà Nick đã có làm cách đây khoảng 2 tuần, đã up lên thông tin khá là chi tiết về vấn đề mua sim nè, hay là đón taxi, đón Grab như thế nào, hay là thuê xe tại sân bay, và cái hướng đi qua ga quốc nội như thế nào vân vân. Thì chúng ta tìm lại xem những video clip cũ đó nhé. Câu hỏi tiếp theo đó là về vấn đề giấy tờ cá nhân, về hộ chiếu. Nhiều cô bác anh chị mình có hộ chiếu Việt Nam loại cũ, bìa màu xanh cũ đó. Thắc mắc là bây giờ hiện tại Việt Nam đã đổi hộ chiếu kiểu mới rồi, thế thì hộ chiếu cũ còn hạn trên 6 tháng có sử dụng được hay không? Xin thưa, đối với loại hộ chiếu cũ đó, cô chú anh chị mình vẫn còn hạn trên 6 tháng thì sử dụng bình thường, không có vấn đề gì rắc rối, cũng không có vấn đề gì phải lo lắng nha. Và cũng đồng thời qua đây Nick cũng nhắn nhủ luôn, trước khi bay về Việt Nam cô chú anh chị mình kiểm tra lại hộ chiếu còn đủ hạn trên 6 tháng hay không. Bởi vì đây là vấn đề mà mọi người hay quên, nhiều khi là tới ngày đi rồi chúng ta mới lấy hộ chiếu ra, và khi làm thủ tục check in tại các quầy của hàng không kiểm tra mà phát hiện là dưới 6 tháng họ không cho lên máy bay. Bởi vì là theo quy định của nhiều nước dưới 6 tháng thì không được phép đi. Do đó thì chúng ta ngay từ bây giờ nếu đang chuẩn bị về Việt Nam thì kiểm tra hộ chiếu là có bị sắp hết hạn hay không. Nếu sắp hết hạn thì tranh thủ còn đủ thời gian đổi hộ chiếu mới thì phải làm ngay. Nếu không là để sát ngày thì dở lẽ ra thì không bay được, rất là buồn, rất là phí và khó khăn cho mình cũng như là gia đình của mình nhé. Bây giờ là 14:32 và trên bảng điện tử thì Nick thấy có nhiều thêm chuyến bay đường ngắn, đường trung đã hạ cánh, như là các chuyến bay đến từ Bangkok, các chuyến bay đến từ Busan, Hàn Quốc, hay các chuyến bay đến từ là Nagoya, Nhật Bản, hay là đến từ Osaka của Nhật Bản, rồi lại đến từ Singapore, đến từ Seoul, Hàn Quốc nữa, vân vân, rất là nhiều chuyến bay. Và ngay đây thì bây giờ thời điểm này lại càng đông đúc, mọi người tập trung ở khu vực quanh sảnh đón của ga quốc tế đây, nghẹt người luôn. Nick sẽ đi một vòng từ bên cửa A2 nè, qua hướng chính giữa và vòng qua cửa A1 để cho cô chú anh chị mình thấy quang cảnh sân bay hiện tại ngày hôm nay nha. Cũng giống như mấy hôm trước thôi, và có lẽ là càng về cuối sau này càng đông việc kiều về, cho nên là lượng người đi đón sẽ tăng dần lên mỗi ngày.
và rất là nhiều bó hoa tươi thắm được người nhà mua để chuẩn bị tặng cho người thân, đón người thân trở về. Đây, người lớn, trẻ em, con nít gì cũng bồng bế nhau ra sân bay đi đón nha. Nhiều người chờ đợi khá là lâu và tội nhất là các em bé cũng như là người lớn tuổi ngồi ngóng trông rất là dài cổ luôn, bởi vì có nhiều chuyến bay mọi người không biết ký hiệu, chỉ biết là đại khái tầm đó giờ đó rồi ra đón, mà không hiểu là có những chuyến bay giờ bay dự kiến thôi nhưng đã bị delay do về điều kiện thời tiết chẳng hạn, hay là những trục trặc hay là sự quá tải của một số chuyến bay, một số sân bay, cho nên bị chậm và bị trễ giờ, trễ vài tiếng. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ là không biết như thế nào rồi không thấy ra, bởi vì giờ đã quá 1 tiếng, quá 2 tiếng rồi ngóng trông rất là tội nghiệp luôn. Nick thấy liên tục có nhiều người ở dưới quê hỏi nhau tại sao tới giờ này chưa ra, lâu quá vậy, rồi 1 tiếng rồi, 2 tiếng rồi, 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy ra, mà mọi người không biết được là chuyến bay đó đã bị delay. Trên bảng điện tử đã thể hiện giờ mới của chuyến bay dự kiến đáp là mấy giờ. Quý cô bác anh chị và các bạn thân mến, gần đây thì nhiều người chuẩn bị về Việt Nam có xem kênh của Nick và rất là thích được lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm, là có mình được lên sóng, được lên trên những cái kênh này, được lên trên những cái clip ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm mà đã về tới Việt Nam của chính mình hoặc là của người thân của mình. Do vậy thì cũng có yêu cầu Nick là nếu rảnh thì có quay tại sân bay, quay vào giờ đó của chuyến bay đó hoặc là của người thân mình về trên khoảng thời gian đó. Tuy nhiên thì với cái số lượng đông đúc của mọi người tập trung ở đây cũng như là người về quá đông mà chỉ cho Nick biết về thời gian thôi thì cũng chưa đủ đâu. Nếu quý cô chú anh chị mình muốn được chú ý quay rõ ràng hơn thì chúng ta nên là gửi email cho Nick báo rõ ký hiệu giờ bay chuyến bay ngày đến tại sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như là gửi một số hình ảnh để Nick nhận diện trước. Nick cố gắng sẽ để ý và sẽ quay lại những khoảnh khắc mà chúng ta đi ra sân bay có người nhà đón chẳng hạn, để chúng ta có được video clip mà lưu lại làm kỷ niệm nha. Còn nếu mà không có đầy đủ thì thật sự rất là khó, như mà mọi người nhìn thấy rồi đó, Nick cũng không biết là ai và đôi khi là
Vì đoạn clip quá dài, Nick cũng không thể thâu tóm quay được hết tất cả mọi người. Nếu mà chuyến bay bị delay rồi mọi người ra trễ nữa thì Nick cũng không biết là đợi đến bao giờ là có ra hay chưa. Do đó cũng sẽ tương đối là không thuận tiện lắm. Do đó cô chú anh chị mình ha cũng thông cảm, nhiều khi là quay rất là dài nhưng lại không trúng người thân của mình hoặc là không trúng người của mình thì cũng thông cảm, bởi vì Nick thực sự không biết ai là ai đâu. Và mọi người cho rằng là sẽ ra nhìn nhận diện được Nick ngay rất là dễ nhưng không đâu, bởi vì xung quanh Nick, chỗ Nick đứng nó còn rất là nhiều người khác nữa, và quy định tại sân bay thì vẫn là nơi mà phải vẫn đeo khẩu trang, mà đã đeo khẩu trang thì lại càng khó nhận diện ra Nick nữa, phải không ạ? Do đó thì để lên sóng đúng thì mọi người cố gắng ha, cho Nick vài tấm ảnh gửi qua email đi, để Nick nếu ngày đó rảnh mà Nick ra quay được thì Nick sẽ cố gắng để mà quay và đưa video clip lên để mình được xem lại những cái khoảnh khắc kỷ niệm cho mình đã về tới Việt Nam nhé. Hiện tại thì có nhiều quý bà con cô bác về và về ở các tỉnh chứ không phải là về Sài Gòn, cho nên là thường có chuyến bay nối chặn tiếp theo chuyến bay nội địa, nhưng cũng có người là không bay liên tục mà phải dừng lại vì không có chuyến bay thuận tiện mà phải ở lại Sài Gòn vài tiếng hoặc là hơn một ngày hoặc là ở qua đêm. Do đó thì có nhu cầu là cần tìm một số khách sạn ở gần sân bay để mà có thể biết và đến đó bút phòng ở đó ở tạm để hôm sau ra sân bay thuận tiện để bay tiếp theo chuyến bay nội địa. Một số cô bác cũng đã yêu cầu về vấn đề tìm review những khách sạn nào tương đối tốt tại ở gần sân bay. Thực tế thì Nick có tìm hiểu, tuy nhiên là những khách sạn ở gần sân bay hầu như là cũng không muốn cho phép để review phòng. Do đó thì cô chú anh chị mình thông cảm. Chỉ có là nếu chúng ta có nhu cầu thì Nick có thể là cho địa chỉ mà chúng ta liên lạc bút phòng thôi. Còn về hình ảnh thực tế thì họ cũng không cho phép. Do đó thì Nick cũng không lên video clip được. Nếu mà có khách sạn nào có nhà ý mời để mà review thì Nick sẽ đưa ngay lên thôi. Còn nếu không có thì chúng ta đành chịu và chỉ là xem qua hình ảnh trên trang web của các khách sạn này. Hoặc là quý cô bác anh chị muốn được tìm hiểu thông tin đầy đủ thì chúng ta có thể lên trang web của app agoda.com nè, hay là booking.com, hay là trang web của Việt Nam như là traveloka.com. Thì ở đây có rất là nhiều thông tin về các khách sạn gần ở sân bay, cấp độ 2 sao 3 sao, trung bình từ 500 cho tới 1 triệu đồng một đêm một phòng. Những khách sạn này thì sẽ có rất là nhiều tại khu vực gần sân bay, thuận tiện đi ra vào sân bay, nhưng mà để có được video clip riêng hiện tại thì vẫn chưa có được. Mọi người cũng thông cảm và
Nếu cần thông tin thì cứ email cho Nick để Nick cho thông tin mà chúng ta có thể liên lạc bút phòng trực tiếp đó nhé. Bây giờ thì số lượng người đi ra khá là đông cho nên là Nick thấy đã mở luôn cửa A2 rồi. Cửa A2 khi nào mà bị kẹt bên trong dồn nhiều á thì sẽ được mở ra để cho hai bên cùng đi ra, và sẽ đi ra cũng là một lối ra thôi. Tuy nhiên là bình thường chỉ mở một bên cửa A1 là bên tay phải đó. Còn bây giờ thì bên tay trái là cửa A2 cũng mở luôn. Rồi, như rồi là một số thông tin mà Nick nhắc lại, bởi vì có quá nhiều cô chú anh chị đang chuẩn bị về cũng còn thắc mắc và lo lắng nha. Thì cô chú anh chị mình có thêm những vấn đề gì chưa rõ có thể là comment bình luận phía dưới đặt câu hỏi, hoặc là chúng ta gửi email riêng cho Nick qua địa chỉ nicknguyenq4@gmail.com mà Nick có để ở trong cái phần giới thiệu kênh của mình, có thể vào đó tìm thấy địa chỉ email của Nick dễ dàng hơn, và email cho Nick nếu chúng ta có vấn đề gì cần hỏi, cần thắc mắc. Ví dụ như các vấn đề thủ tục về Việt Nam hay là những cái điều mà chúng ta quan tâm. Và trong khả năng hiểu biết của mình, Nick sẽ cố gắng đó, tìm hiểu và trả lời cho tất cả cô chú anh chị và các bạn nhé. Còn bây giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi quang cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ở ga đến quốc tế ngày hôm nay, ngày 21 tháng 12 năm 2022 vào buổi trưa chiều của ngày, với số lượng rất là đông bà con cô bác đi đón cũng như là đông Việt kiều về trên các chuyến bay của từ các nơi đổ về.
tới giờ nó tạm ra là nãy là người ta chuyển đổi rồi, cảm bây giờ có nhiều lắm, còn bây giờ tới giờ sớm lắm là 30 phút mà giờ mấy chưa ra được. Bây giờ là 15 giờ 14 phút và trên bảng điện tử thể hiện thêm nhiều chuyến bay đã đáp xuống trong khoảng thời gian sắp tới đây, thì càng có đông bà con của bác Việt Kiều về và sẽ đi ra rất là đông vui, ồn ào náo nhiệt luôn. Như là quang cảnh bây giờ tại sân bay thì Nick thấy còn rất rất đông người đang chờ đợi ngóng trông người thân của mình. Tuy nhiên video clip đến đây cũng khá dài rồi, Nick phải tạm dừng. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nè. Nếu thấy yêu thích thì cho Nick xin một like nhé, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và gặp lại những video clip kỳ sau. Chào tạm biệt tất cả cô bác anh chị và các bạn. Chúc một ngày bình yên vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye tất cả mọi người. Chào tạm biệt.